Vâng, chúng ta cùng trở lại với phần điểm qua một số tin tức đáng chú ý liên quan đến thị trường chứng khoán trong nước và thế giới. Vâng, thông tin đầu tiên liên quan đến bộ chỉ số Hosen Index. Sau 4 năm quản lý vận hành bộ chỉ số này với 20 chỉ số đã cung cấp cho thị trường thì Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố sẽ cải tiến quy tắc chỉ số mới cho gần với thông lệ quốc tế và phù hợp hơn với điều kiện phát triển của thị trường từ ngày 25 tháng 7 này. Hosen sẽ áp dụng quy tắc chỉ số mới với một số nội dung chính sàng lọc chỉ số kỳ 2 năm nay như sau. Thứ nhất là nâng cao điều kiện sàng lọc free float. Thứ hai là tại bước sàng lọc thanh khoản thì sẽ thay đổi từ phương pháp bình quân sang phương pháp trung vị và mở rộng thời gian tính từ 6 tháng sang 12 tháng. Như vậy là việc sàng lọc và Hosen Index sẽ nghiêm ngặt hơn, số lượng cổ phiếu bị loại do thanh khoản cũng sẽ tăng gấp đôi so với quy tắc cũ. Và qua các bước sàng lọc, mặc dù số lượng cổ phiếu thuộc rổ chỉ số giảm đi 252 cổ phiếu ở kỳ 1 xuống còn 223 cổ phiếu ở kỳ 2, nhưng giá trị vốn hóa của VN Onshare so với toàn thị trường tăng từ 82% lên gần 96%. Tương tự, giá trị giao dịch của VN Onshare cũng tăng từ 91% lên gần 99%, giúp tăng tính đại diện cho cái bộ chỉ số Hosen Index. Và thứ ba là nội dung thay đổi là cách chọn cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 cũng thay đổi theo, đảm bảo quy trình chọn lọc rổ chỉ số thống nhất theo thông lệ quốc tế. Cụ thể là giá trị vốn hóa sẽ là tiêu chí chính để chọn lọc các cổ phiếu theo quy mô của chỉ số. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo liên quan đến Blue Chip Vinamilk. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức cho phép Vinamilk được nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%. Và đây không phải là thông tin mới, nhưng khi quyết định có hiệu lực vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, thì khối ngoại đã ngay lập tức mua vào gần 65.000 cổ phiếu Vinamilk, qua đó đưa tỷ lệ sở hữu của khối ngoại lên mức 49,04%. Như vậy là Vinamilk là trường hợp thứ 5 trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã hoàn tất việc dỡ bỏ mức trần sở hữu dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Ngay sau các công ty như là Chứng khoán Sài Gòn, Everbia Việt Nam, Mire và Vĩnh Hoàng. Theo đánh giá của công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC thì số lượng cổ phiếu Vinamilk mà khối ngoại có thể mua vào lúc này vào khoảng 612 triệu cổ phiếu. Tuy vậy, nếu trừ đi khoảng 540 triệu thuộc SCIC nắm giữ thì khối ngoại chỉ có thể mua thêm khoảng hơn 70 triệu cổ phiếu Vinamilk nữa. HSC cho biết là thị trường đang xuất hiện một số thông tin về khả năng là Vinamilk sẽ được đưa vào rổ tính của hai quỹ ETF ngoại lớn tại thị trường Việt Nam hiện nay là FTSE Việt Nam ETF và ETF VNM trong kỳ review tiếp theo. HSC ước tính là hai quỹ ETF mới sẽ mua vào khoảng 11,5 triệu cổ phiếu Vinamilk trong trường hợp nếu hai quỹ này đều thêm Vinamilk vào rổ chỉ số của mình. Tương tự thì chứng khoán Rồng Việt cũng ước tính là FTSE Việt Nam ETF sẽ mua thêm khoảng 54,6 triệu đô la Mỹ cổ phiếu Vinamilk, tức là tương đương khoảng 7,6 triệu đơn vị cho kỳ review trong quý 3 tới đây. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo liên quan đến công ty cổ phần chứng khoán FPTS. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, hội đồng quản trị của công ty cổ phần chứng khoán FPT đã họp và thông qua báo cáo hoạt động quý 2 cũng như kế hoạch kinh doanh cho quý 3 tới. Cùng với đó thì hội đồng quản trị FPTS đã thông qua việc ký hợp đồng hạn mức vay vốn với ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Hà Nội, tổng hạn mức vốn vay tối đa là 200 tỷ đồng. Mục đích vay vốn là nhằm bổ sung cho vốn lưu động phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ, tức là margin, của nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại FPTS. Tài sản đảm bảo của khoản vay là tiền gửi trên tài khoản của FPTS tại Tiên Phong Bank. Thời hạn cấp tín dụng là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hạn mức. Lãi suất cho vay được thả nổi, xác định ngay tại thời điểm giải ngân. Thưa quý vị, tiếp theo là thông tin về triển vọng một số nhóm ngành trong 6 tháng cuối năm. Trong báo cáo triển vọng thị trường 6 tháng cuối năm mới công bố thì công ty chứng khoán VCBS đã đưa ra những đánh giá về triển vọng của một số ngành và doanh nghiệp, cụ thể như là ngành bất động sản, cảng biển và bao bì, được cho là sẽ tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng tốt nhờ tác động từ các hiệp định thương mại tự do. Tổng lượng cầu trong nhiều phân khúc bất động sản cao cấp có khả năng tiếp tục giảm nhẹ do nhu cầu thị trường đã mất bão hòa rồi, nhưng mà phân khúc trung cấp vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn do phù hợp với nhu cầu của đại đa số người dân. Triển vọng hội nhập sẽ là động lực quan trọng cho tăng trưởng của bất động sản công nghiệp khi các hiệp định thương mại được hiện thực hóa, thu hút dòng vốn FDI nhiều hơn cho các nhà máy, văn phòng và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam. Cảng biển cũng là ngành công nghiệp được hưởng lợi sau khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại quốc tế. Sự tăng trưởng trong hoạt động xuất nhập khẩu theo VCBS sẽ gia tăng nhu cầu về các dịch vụ vận tải biển. Tuy nhiên, triển vọng vận tải biển hàng khô và container trong thời gian tới có khả năng sẽ kém lạc quan đi do sự mất cân bằng cung cầu tàu biển kéo dài. Làn sóng hội nhập cũng sẽ mang lại cơ hội cho ngành bao bì. Theo VCBS thì khi thu hút được vốn FDI từ các doanh nghiệp nước ngoài, ngành bao bì sẽ có các nhà máy với quy mô lớn. Bên cạnh đó thì nhu cầu cho khách hàng là nhóm ngành hàng tiêu dùng cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt, tạo thuận lợi cho ngành bao bì trong tương lai.
Thưa quý vị, thông tin tiếp theo là tin tức về thị trường chứng khoán Mỹ. Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trên cả 3 chỉ số chính, trong đó Dow Jones mất 0,4%, Standard & Poor's 500 mất 0,3% và chỉ số Nasdaq thì lại hầu như đi ngang. Sắc đỏ áp đảo trên bảng điện tử với cổ phiếu ngành năng lượng dẫn đầu đã giảm điểm trong nhóm 10 ngành công nghiệp chính trên rổ tính Standard & Poor's 500. Duy chỉ có nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu là giữ được sắc xanh. Khởi đầu kém lạc quan của tuần mới trên thị trường Mỹ được cho là bắt nguồn từ báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của 190 trên 500 doanh nghiệp niêm yết, thái độ thận trọng của nhà đầu tư trước cuộc họp của Fed vào thứ ba tuần này. Và rõ ràng một nguyên nhân nữa đó là giá dầu giảm về mức thấp nhất 2 tháng rưỡi giữa bối cảnh e ngại lượng cung của các sản phẩm dầu mỏ đang tăng lên trên toàn cầu. Dự báo thì lợi nhuận quý 2 bình quân của các doanh nghiệp thuộc rổ tính Standard & Poor's 500 cũng sẽ giảm 3,7%. Dù vậy thì xem ra dự báo này vẫn khá hơn ước tính trước đó là khả năng kết quả kinh doanh của nhóm cổ phiếu này sẽ tụt dốc đến 5%. Thanh khoản toàn thị trường cũng khá thấp, chỉ có khoảng 5,9 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức khoảng 7 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á vừa trải qua một phiên giao dịch rất tích cực trừ sàn giao dịch Nhật. Trong đó thì kết phiên 26 tháng 7, chỉ số Nikkei giảm 1,4%, chỉ số AX200 của thị trường Úc tăng nhẹ không đáng kể. Kospi của Hàn Quốc thì tăng 0,75%, còn Shanghai của Trung Quốc tăng được 1,14%. Chứng khoán Nhật Bản trong phiên ngày 26 tháng 7 đã chứng kiến phiên bán tháo trước những dự báo cho rằng có kích thích kinh tế đang được mong đợi có thể sẽ không thành hiện thực. Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ không thông qua trong phiên họp diễn ra vào ngày 28-29 tới đây. Áp lực đè nặng lên nhóm cổ phiếu xuất khẩu với Toyota đóng cửa ở mức giảm 2,5%, Nissan giảm 2,3% và Canon giảm gần 2,8%. Tại Hàn Quốc, nhiều nhóm cổ phiếu đã cho thấy dấu hiệu tích cực trước thông tin tăng trưởng quý 2. GDP năm nay đã nhích lên so với cùng kỳ năm ngoái, tức là tăng được 0,7%. Tiếp tục đà giảm của giá dầu do e ngại về thừa nguồn cung toàn cầu, thì nhóm cổ phiếu dầu khí ở các thị trường châu Á trong phiên ngày 26 tháng 7 cũng giảm điểm. Với các blue chip lớn, ví dụ như là Santos, Woodside Petroleum hay là Inpex đều giảm từ 0,8% đến 5,05%. Thưa quý vị, cổ phiếu của nhà sản xuất game Nintendo đã bước sang phiên giảm lớn thứ hai liên tiếp khi đại diện của hãng này cho rằng ảnh hưởng của trò chơi Pokemon Go lên lợi nhuận của hãng là không đáng kể. Hãng sản xuất game có trụ sở tại Kyoto tuần này dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên của năm tài chính 2016-2017. Đã làm thị trường ngạc nhiên với tuyên bố là thu nhập có được từ việc nắm giữ 32% vốn tại công ty con Pokemon là không đáng kể. Do vậy, hiện Nintendo không có kế hoạch điều chỉnh lại triển vọng lợi nhuận trong năm nay. Cổ phiếu của Nintendo ngay lập tức phản ứng tiêu cực, giảm mất gần 18% trong phiên đầu tuần, tức là giảm gần kịch sàn so với quy định của sàn giao dịch Tokyo, đồng thời giảm thêm 2,2% nữa trong phiên sáng ngày thứ ba. Nintendo hiện dự kiến kết quả kinh doanh năm nay sẽ tăng 37%, trong khi doanh thu từ Pokemon Go chủ yếu đến từ các thị trường nước ngoài sẽ vấp phải lực cản lớn, đó là sự mạnh lên của đồng yên Nhật. Thưa quý vị, hãng hàng không giá rẻ Ryanair của Ireland vừa cho biết đang trên đường tiến tới mức lợi nhuận cả năm cao nhất từ trước đến nay, bất chấp sự kiện Brexit với các rủi ro cho kinh doanh của hãng vẫn còn đang lơ lửng. Hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu này cũng dự báo là lợi nhuận sau thuế của hãng sẽ tăng 13% trong năm tài khoá 2016-2017, tức là tăng khoảng 1,4 tỷ euro so với năm trước. Trong khi đó, thì đối thủ EasyJet của hãng nói là chưa thể đưa ra dự báo lợi nhuận nào do tác động khó lường của sự kiện Anh-EU, vụ tấn công khủng bố tại Nice ở nhà người hàng xóm Pháp và cuộc đảo chính bất thành tại một trong các điểm đến du lịch là Thổ Nhĩ Kỳ. Cho dù là Ryanair thừa nhận các sự kiện trên cũng khiến giá vé của hãng sẽ phải giảm đi từ nay cho tới tháng 9 tới và sẽ còn giảm sâu hơn trong mùa đông năm nay. Nhưng bù lại thì giá vé thấp cũng sẽ làm tăng nhu cầu của du khách, khiến cho số khách đến với Ryanair năm nay có thể lên đến 117 triệu lượt, tức là vẫn cao hơn con số 116 triệu lượt của năm trước đó. Cổ phiếu của Ryanair thực ra đã từng chạm mốc cao nhất mọi thời đại hồi đầu năm nay, hồi tháng Giêng, nhưng rồi lại tuột mất 20% do sự kiện Brexit. Thưa quý vị, hãng viễn thông Thụy Điển Ericsson vừa ngừng hợp đồng với vị CEO từ năm 2010 là Hans Vestberg vì chính sách điều hành và chi tiêu của vị lãnh đạo này đang dấy lên nhiều dấu hỏi. Đây là động thái được cho là chịu áp lực của các cổ đông lớn khi kết quả kinh doanh của Ericsson đang trong giai đoạn bết bát, khiến cho giá cổ phiếu của hãng có lúc giảm đến 15% chỉ trong vòng một ngày. Hiện giám đốc tài chính của Ericsson đã được chỉ định làm giám đốc điều hành tạm thời, thay thế cho cựu giám đốc cũ vừa mới bị sa thải, trong lúc hãng viễn thông này đang tìm kiếm người thay thế. Ngay sau thông tin trên, thì cổ phiếu của Ericsson đã tăng đến 5,9%. Sự ra đi của vị cựu CEO chỉ diễn ra vài ngày sau khi Ericsson tuyên bố là sẽ cắt giảm thêm chi phí do doanh số bị giảm đi tháng thứ 7 liên tiếp vì nhu cầu của người dùng giảm sút với những sản phẩm công nghệ cốt lõi của hãng.
Thưa quý vị, nhà điều hành trang cá cược William Hill của Anh mới đây đã tuyên bố là không rõ cuộc sáp nhập với liên danh AIA Holdings và Rank Group liệu có thể cải thiện lại vị thế của doanh nghiệp này trên thị trường cá cược hay không. Dù William Hill vẫn xác nhận với giới truyền thông rằng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về thương vụ, nhưng hãng cá cược này chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về giá cả, thời điểm, điều kiện hay là hình thức chuyển nhượng cổ phiếu cho hai đối thủ. AIA và Rank thì mới đây cho truyền thông biết đang cùng nhau bàn phương án mua lại William Hill, nhà cái chuyên cá cược online hàng đầu của Anh. Hồi năm ngoái thì William Hill đã thất bại khi hỏi mua lại AIA, và trong khi đó thì đã diễn ra một cuộc sáp nhập giữa hai nhà cái khác là đối thủ cạnh tranh, đó là Led Rocks và Gala Coral. Thương vụ này rõ ràng đã đẩy William Hill ra khỏi vị trí dẫn đầu thị trường cá cược. Cổ phiếu của William Hill từ đầu năm tới nay đã giảm mất 21%, một con số không hề nhỏ, khiến cho thị giá doanh nghiệp này chỉ còn lại 2,8 tỷ bảng Anh. Vâng, vừa rồi là phần điểm tin và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây cùng với phần bình luận chuyên sâu với khách mời đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng.